Bình an trong năm mới. Cháu nói nhiều chứ? Biết rồi, hôm nay 40 triệu. Đây tờ luôn là 41. Rồi đi nhám. Ý, hình nhám nữa. Đó, hậu khẩu chi tôm luôn thì giá vậy, còn nếu mà hậu khẩu chỗ khác. Hậu khẩu chỗ nào cũng vậy, miễn là hậu khẩu quyền chút. À. Hậu cho đất với Long Xuyên thì đóng giá cao hơn, thì đó là thành phố. Thành phố cao hơn. Vừa được giảm giá dùm sâu dùm xa. Wow. Quá đẹp luôn. Không khá chiếc này, mấy chiếc này. Là hết ở Chị Tôn. Rồi tôi đi với ông anh, ông anh chủ xe bển á, sẵn thấy xe đẹp quá mày. Sao giá đề xuất cũng vậy mà nó rẻ ra chị? Tùy loại xe chứ. Giá này xuống khác giá một triệu. Cái kia thì nó hơn chút. Cái khác thì giá này xuất nó vậy, phải giá thị trường nó cao. Chiếc này cũng đẹp quá. Rồi, S, S. Không có chiếc màu đỏ đen luôn. Tại vì ở đây con có để tiền lên con chứ mà nếu mà mua là cái đầu là có rồi. Cái màu này thì nó vô nó ấy màu đỏ. Cái này là xanh đen nhám, còn có một chiếc là đen nhám luôn. Cái này màu đen luôn, cái này là xanh đen. Sao là màu nhám rồi bắt hay không? Sơn nhám. Này ở đại lý sơn hay là hãng không? Tao nói chạy cũng ngon á. Dạ. Chú lớn tuổi không biết chạy có hợp. Toàn bộ động cơ này của nó là chú là được nhập khẩu từ Indonesia. Nhưng mà không biết chú lớn tuổi thì chạy thấy nó hợp không nè. Thấy nó 67 vậy đó. 67 thì nó xưa rồi. Một bé dữ dằn mà. Tính mua mà trả chú còn đang ông già đó biết rồi đi coi chị thì chú thấy bình thường á. Để chú qua coi ông này.